Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu dòng Covid nha anh em. Covid kỳ này nó về ít lắm. Kỳ này mình về được thêm dòng máy cửa lọng. Rẻ, rất rẻ luôn. Cửa lọng ngon lắm anh em. Khá là rẻ luôn. Giá có 359 ngàn thôi. Cửa lọng của Covid. Trời ơi, rẻ ghê thiệt. Covid thì hiện tại giờ đang trưng bày bên 850 Lạng Quân nha. Anh em nào có mua những dòng Covid thì có thể ghé bên đây. Mình sẽ để đường link ở bên dưới những cái thêm Covid hôm trước mình giới thiệu á. Anh em có nhu cầu thì ghé mua. Giá của Covid cũng khá là dễ chịu nha anh em á. Thì đầu tiên á thì mình giới thiệu con máy cửa lọng trước nha. Cửa lọng của Covid có mã là CFCS003. Dòng này có công suất là 500W mà giá chỉ có 359 ngàn thôi. Coi trong đây nó gồm những cái gì mà nó rẻ như vậy. Trang bị hai cái lưỡi, một lưỡi gỗ, một lưỡi sắt, lưỡi phổ thông thôi. Có thôi nha, anh em muốn ngon thì mua thêm nha. Một cặp cho thang dự phòng. Có thang dự phòng nó nát nhừ luôn rồi. Nha. Wow. Này nó giao có hai con mà nó nát cái cặp chỗ thang rồi ta. Rồi để báo nó hãng nó đổi lại nha. Thì mình giới thiệu trước, anh em nào mua thì lấy trước nha, còn hết thì bữa nó về thêm. Mình đặt 10 con lận, nó giao có hai con à. Nha. Nhưng mà tại vì lúc nó đóng hàng nó giao đó nè. Đó. Rồi đây. Trời ơi. 359 ngàn mà có chỉnh luôn. Giả man thiệt. Đó, rẻ và đẹp ghê chưa mấy anh em. Đây. Máy cửa lọng của hãng Cofix, cơ chế gài dùng lục giác dặn nha, không có gài nhanh. Tốc độ quay nó là 3000, có chỉnh luôn, có chỉnh tốc độ quay luôn 500W nha. Trời ơi, đẹp thiệt anh em ơi. Rồi cắm điện thử nha, có chỉnh luôn, dám ăn thiệt. Đây, bình thường những con rẻ rẻ anh em nó đâu có chỉnh đâu nha. Ok, min nè, tăng nè. Giảm ha. Tăng. Trời ơi. Có khóa luôn nha. Khi mà để cái chế độ mà min vậy nè, nó gần như nó muốn không chạy luôn anh em. Tăng lên nè. Quá rẻ, cái mẫu đẹp nè, cái mẫu thiết kế uốn cong cong anh em ha. Đây nè, cái lượng lượng cong cong hết trơn. Những mẫu kia là nó thẳng đứng xuống như nè. Mẫu này uốn cong cong, thiết kế cũng đẹp nha. 359 ngàn thôi, số lượng có hai con. Vậy bữa về thêm anh em ơi. Số lượng hai con. Ok nha, bây giờ anh em nào mua thì cứ, mà không biết con kia có bị bể chỗ thang không nha. Cái con này chỗ thang dự phòng nó bị bể rồi. Để mình kêu nó bổ sung. Bổ sung cái gạt thang dự phòng cho mình. Còn anh em nào mua thì không, tạm thời đi chứ bây giờ mình coi cho thằng nó ná giống nhau không chứ. Ông này ông giao hơi cấn, để giao nè, đưa cái máy vô nè anh em, hơi cấn nha. Rẻ quá, 359k rồi nha. Một con máy cửa lọng của Cofix quá trời rẻ luôn. Cái tiếp nữa, một cái dòng này đó là cái dòng máy bắn keo nến 99.000, 60W nha, dòng keo lớn nha anh em. Đó, 99k, hàng công nghiệp. Cái màu này nó màu vàng mà nó sậm sậm sao anh em ơi nha. Ok ha. 99.000 cho một cái. Rồi ok. Anh em ha. 99.000 cho một cái máy tự nhiên cái điện thoại nghe cái quên lẫn ha. Súng bắn keo nến anh em. Súng bắn keo nến. Rồi con này hôm trước hết, cái này có về lại thêm mấy con nè anh em ha. Máy hàng quên nãy giờ giới thiệu, quên chương trình giảm giá đang vẫn còn nha. Nãy giới thiệu quên nhắc lại ha. 359.000 giảm 6% cho anh em nha, đang trong chương trình giảm giá nữa chứ. Hàng mới về vội vã quá quên nhắc đi. 359 nè, giảm 6%, còn có 337.400 đồng thôi nha anh em. Con này nên cũng giảm xuống 6% cho mình nha. Đó, còn khi nào hết, tại vì cái ông này ông về không có nhiều, mọi thứ ông giao chút rồi đó. Hiện tại giờ giao con này mình có hai con à. Con này cũng vậy, con này 99.000 giảm xuống 6% cho mình nha. Còn cái con này hầm hết rồi nè, vừa về thêm nè anh em. Dòng máy kho ở bên đây, dòng máy hàng ống nhiệt
giá là 309.000 nha, 309.000 giảm 6%, còn có 200 mấy thôi đó. CFHM003 CFHM2003 đó, rồi nằm chống hộp ha. Anh em cần một con rẻ thì ok đây ha, mới vừa về lại, số lượng cũng không có nhiều luôn. Anh em biết thì mấy ông này ông dễ lắm, ông về giống như là ngửi vậy đó, chút vậy đó. Giao có lần thứ có vài con chơi đó. Rồi đây là một con máy thò ha, quên là máy hẹo nhiệt nè. Cái con này có cái công suất là 800W nha. Con này không có công tắc, anh em bỏ đi cắm điện vô xài thôi ha. Ở trên đây nó có thêm một cái ren, mình biết cái ren này để gắn cái gì, có thể là gắn cái gì đó, anh em gắn gì gắn ha. Đây nè, cái ren nè nha. Thì ở đây nó sẽ xài là ba cái chuẩn 20, nó sẽ có ba chuẩn thôi, 20, 25, 32 phổ thông, 20, 25, 32 á, là những cái size phổ thông đó, phổ thông rất là phổ thông luôn. Dòng này thì đơn giản, cắm điện vô mà xài thôi anh em ơi. Có hai cái công tắc là xanh và đỏ nè, thì nó đối tới cái nhiệt độ đó thì tự động nó sẽ ngắt thôi nha đó. Và chúng ta chỉ cắm vô nó hàng thôi. 309.000 cho con máy hàng ống nhiệt này, nhưng mà trong cái chương trình này nó sẽ giảm xuống cho anh em 6% nữa. Rồi 309 nhân cho 90 à, còn có 290.000 thôi nha, giảm 6% anh em, còn có 290.000 thôi, rất là rẻ nha. Cái này thì mình phải thử cắm điện vô xài thôi, không có công tắc gì nha, nên cắm điện vô phát là mình xài thôi, đơn giản mà. Ok, anh em là nhu cầu về dòng nào có thể liên hệ nha. Đó, cô Phích thì nó về cái dòng máy cơ động như vậy, anh em nào có nhu cầu thì chạy qua lấy. Rồi, cảm ơn nha, xin chào và hẹn gặp lại. À, nó có thêm những dòng cái máy mài, mình để bên dưới, anh em nào có click vào đó mình coi lại cái video cũ nha. Nó giới thiệu cái video cũ, anh em có thể ghé anh em xem mua gì được mình mua, hàng thì đang có sẵn ha. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.